Hàng chục ngàn người Việt Nam ủng hộ biểu tình Hồng Kông là những ai? Ngày 18 tháng 11 năm 2019, trên VOA tiếng Việt, RFA và những trang phản động như Nhật ký yêu nước, Việt Tân, Phong trào Dù Vàng, Hồng Kông đăng tải chia sẻ bài viết với tựa đề Hàng chục ngàn người Việt ủng hộ cuộc đấu tranh của sinh viên Hồng Kông. Bài viết đăng kèm hình ảnh người Việt, đội mũ, đeo kính, khẩu trang, cầm khẩu hiệu trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, cùng với nội dung kêu gọi Liên Hợp Quốc quan tâm, ủng hộ vấn đề biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông. Đồng thời, bài viết cũng trích dẫn lại bài viết của một số dận chủ trong nước để minh chứng cho tựa đề Hàng chục ngàn người Việt Nam ủng hộ biểu tình Hồng Kông như đã đăng tải. Hàng chục ngàn người Việt không phải là con số ít, do vậy tựa đề bài viết không khỏi khiến người đọc tò mò, hoài nghi. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về hàng chục ngàn người Việt mà bài viết đăng tải, không ai khác ngoài những dận chủ không còn mấy xa lạ. Ngay đến cả việc kêu gọi biểu tình trong nước cũng chỉ hô hào, lôi kéo, hưởng ứng của vài chục người tham gia. Huống chi, đây là biểu tình ở tận Hồng Kông thì đào đâu ra đến hàng chục ngàn người. Người Việt Nam như tôi đang được hít thở bầu không khí tự do, hòa bình mà hàng ngày đang còn lo nhà bao việc, hơi đâu mà đi quan tâm, ủng hộ, sát cánh cùng cái nhóm sinh viên bên tận Hồng Kông. Điểm lại những hoạt động của số dận chủ trong nước ủng hộ biểu tình Hồng Kông trong những ngày qua, nổi lên là việc kêu gọi quyên góp tiền cho sinh viên Hồng Kông biểu tình của một tài khoản trên mạng xã hội có tên Annie Vũ. Tuy nhiên, cũng không lâu sau, cộng đồng mạng đã bóc mẽ, vạch mặt thủ đoạn lợi dụng sự việc để trục lợi cá nhân của tài khoản trên. Tiếp đó là việc một số dận chủ bịt mặt, đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hộ, một trong những phương thức được áp dụng trong những cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông trong thời gian qua. Cầm khẩu hiệu, nội dung ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông, chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể kể đến nhóm của Ngô Oanh Phương, Facebook, Phương Ngô, nổi lên từ phong trào đánh BOT. Tại Hà Nội, vẫn là những dận chủ đã cũ trong việc kêu gọi ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông, mặc dù những dận chủ này đã che mặt khá kỹ, nhưng thoạt nhìn ai cũng có thể nhận ra như Lê Kiên Cường, Nguyễn Lan Anh, Lê Thị Phương Lan, Cào Vĩnh Thịnh. Được thực hiện tại những nơi vắng vẻ, bà chủ quỹ 50.000 Nguyễn Thúy Hạnh thì bày tỏ sự ủng hộ biểu tình Hồng Kông của mình bằng cách cầm khẩu hiệu, chụp ảnh tại nhà. Qua đó cho thấy hành động của những dận chủ này được thực hiện một cách lén lút, mục đích chỉ để có hình ảnh làm màu mà thôi. Nhìn rộng ra, hoạt động của những dận chủ này để thấy khi mà ba đặc khu kinh tế của Việt Nam chuẩn bị được hình thành qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thì số dận chủ này ra sức phản đối với lý do sợ bị ly khai, tự trị như Hồng Kông. Giờ lại ra sức đi khóc thuê, ủng hộ biểu tình của sinh viên Hồng Kông để độc lập khỏi Trung Quốc. Đúng là hệ tư tưởng của đám dận này không biết đâu mà lần.